đã tới kênh họ không phải là của mình. Thì hôm nay mình xin được review chiếc nhà, bỏ lộn, căn hộ M1. Ừ. Được đánh giá là căn hộ hiện đại ở khu vực phía Nam Sài Gòn. Ừ. Đây là bước vào căn hộ này. Đây là chủ nhân của căn hộ này. Ủa sao chủ nhân mất tiêu rồi? Chủ nhân thấy chủ nhân bỏ chạy. Đây là chủ nhân. Tầng 12A là tầng 13, số chết đó. Số chết là nổi, chưa chết. Khi ra nước máy chúng ta sẽ vừa trái. Ok. Máy nhìn mọi người quay nặng hơn. Nhìn nó vẫn xa đấy. Anh chủ ngôi nhà không nhớ số mà mà. Wow, đây là một căn hộ thật là sang chảnh. Ôi trời, đừng có quay nữa là bơi. Trời ơi, đừng đây là tập hợp những cái con người mà chưa xong môi mấy bạn ạ. Cái gì coi chứ. Để nè, làm rau chụp cái đi nè. Cho 15 phút nữa nha, cho 15 phút nữa nha. Cô gái kiến trúc sư đang làm gì vậy? Đó. Cô gái kiến trúc sư đang làm cái gì? Cháu. Đẹp mà. Quen. Quen. Góc nào mà không mập hết trơn á. À, đây là kênh vlog của mình cho nên mình sẽ không chửi thề nha mọi người. Để tao coi. Đi. Trong và bây giờ chúng mình sẽ lạc tầng ô. Ờ má ơi, đẹp tầng ô như vậy. Khi mà trời đứng luôn á, đứng hình luôn á. Ờ đây là mộng tơ nha mọi người, chứ không phải là tầng ô nha. Tại vì á, bình thường mình không thích ăn tầng ô cho mình bị liễu thôi. Với lại người ta cũng có tầng ô để mua nha. Kiểu như người ta nói là ghét của nào trời cho của nấy. Đó là bắp cải trắng. Thì đi quay phòng của Châu đi Châu. Không. Nhà Châu mà. Vô quay cho người ta biết cái phòng Châu bự. Chi? Không bự. Ủa sao thay độ quá vậy? Sao thay độ đó? Nam thay độ quá vậy? Sao vậy chứ mà anh đang nữa? Không ai biết cao hay gì vậy? Thôi được rồi. Nói vậy là bắt được fan của Alex cao. Không, có thêm fan của Alice Cao nữa. Mình rất là thích Alice Cao nha mọi người. Mình rất là thích kênh vlog của Philip. Philip Lê. Lê. Nó thích bạn của Alice Cao thôi chứ nó không thích Alice Cao. Không, ok là một cái gu rất là vui. Rồi rất là thích cái style của chị. Rất là vui kỳ quá. Và Sasha là một cô gái đang làm villain. Quỷ là anh can điện thoại coi Quỷ Chức Phương loại mình. Vui rất kỳ quá. Tụi mình vẫn đang đợi một người nữa mà cái cô gái này là hiện từ kiếp này sang kiếp sau. Cũng chưa biết là đi có đi hay không. Yeah, mình lạc xong rau nè. Ai làm? Xin đính chính là ai làm? Tụi mình. Đính chính là okay không? Tụi mình. Là đây, nè, cứ đây nè. Quay mặt nó đi. Chủ nhà má lên ngay. Chị Duy đang làm cái gì vậy ta? Chị Duy làm cái gì vậy? Rửa nấm. Chị Duy đang rửa nấm, nhưng mà sao nó chị hậm hực quá. Rửa cho mày ăn đó con quỷ, cho mày quay hoài đi. Đây, hôm nay tụi mình đã mua cái lỗ bò nhà gỗ để mà ăn nha mọi người. Thì bọn mình có mua thêm là mì gói, hồng tơi hồi nãy á, rau, rau này là của quán cho nè. Quán này hôm nay mình có xin chao nhiều không ta, quán này nhím chao lắm. À đây có. Bây giờ tụi mình sẽ kích một cô bạn. Mà cái cô bạn này là cái người mà ấy tụi mình luôn luôn đi trễ. Mọi người cùng coi nha. Vô nhà người ta không có như là. Tôi đang nhìn tin chết sẽ đâu. Đây, đây là cái cô bạn mà mấy chiếc. Mày ở đâu đây ta? Mở ra. Đây là Bí Vương. Mở ra Bí Vương. Hai tuần, hai tháng mà mày còn chưa mua. Đây mọi người nhìn nha. Đây mọi người nhìn nha. Bây giờ đang là 6:15 và rất là kỳ lạ khi mà Bí Vương đúng giờ. Trễ 15 phút. Nhưng mà cũng gọi là đúng. Sao? Tại vì hẹn Bí Vương 4 giờ. À, hẹn 4 giờ lận. Vậy là trễ 2 tiếng 15 phút mọi người ơi. Em dưới nào cũng cái gì nha. Ta đứng ở dưới là mấy giờ? 6 giờ 9 phút nha. Vậy hả? Đúng rồi, bạn đứng okay. Bạn ở sẵn nha. Như vậy vậy á. Là hôm nay bạn chỉ đi trễ có 9 phút thôi nha. Rồi chúng mình đi thăm con nhà đi. Rồi rồi, đi ra sao, đi ra sao. Để lên này lên. Ok ok. Wow, nhìn thấy được cảnh của khúc này khúc gì?
Con này tao không biết chỗ nào hết. À bên kia bên nhà, nhà, ê, nhìn thấy nhà tao bên kia đó. Ừ, nhà tao cũng bên kia. Ủa vậy hả? À vậy xa quá. Ok rồi, đi vô đi. Lại là mình đây. Ừ. À, chào mừng các bạn đến với channel không phải của mình. Mình sáng giờ giới thiệu cũng 4 lần rồi nhưng không biết mình bao nhiêu tuổi rồi. Bao nhiêu lần được lên cái vlog phút lợi. Okay. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp bò vô nồi lẩu. Trời ơi, khó lắm hả? Mình dùng cái đồ gấp. Wow. Trời ơi, đồ gấp mất đá nha. Cái này tiếng Anh gọi là cái thông. Thông. Cái gì cái thông? Cái thông. Thông, cua mà thông. Đúng rồi, thông, cua mà thông. Mình sẽ đầu tiên mình giữ cho nó cảm thấy mở như thế này. Cái này thường. Sau đó mình cẩn thận là mình bò dùng lực tay hơi nhẹ. Nhắc lên cái thập thò. Cho mình nhắc lên, cẩn thận nha các bạn. Ok ok. Và mở vô nồi lẩu. Chắc 8 giờ mới được ăn. Chắc 8 giờ mới được ăn. Làm lại nữa hả? Không, đây mình đồng ra lại. Mình đối với những vật cấp cao hơn thì các bạn phải mở rộng cái vành này ra. Đây mình gấp cái miếng sườn sụn. Đó, cái coi chừng nó rớt luôn. Wow. Thật là một kỹ thuật điêu luyện. Không phải ai cũng thể gấp bò được như vậy. Ta đang quậy trà sữa cho tụi bay uống đó. Không có thấy cái gì bay đây, không có thấy. Wow, ủa sao giống cái nước mắm Thái Lan quá vậy? Đây yeah. Thật ra là sốt tôm dùm. À, ok, nhưng mà sao mà trà sữa vậy? Tức ghê luôn á. Trà sữa màu cam cam đỏ đỏ. Còn nào trà sữa gì đó hiểu đi, giới thiệu đi nè. Trà sữa đỏ Thái Lan. Trà sữa đỏ Thái Lan. Và đây chính là cái hồng nhiên, cái brand của nó nè. Trời ơi, làm ơn. Ok rồi, che mặt lại. Ok, đây là cái tên gì? Đọc coi. Đây đọc là... Cái brand này đọc sao? Cha cha mu brand. Cha cha mu gì? Cha cha mu là sao? Trời ơi, tự nhiên lấy cái cha cha mu đi pha trà sữa cho tụi mình uống. Lát tao trà ra rồi mày uống không? Ok. À, có nghĩa là cái này là cái gốc. Sau đó mình pha với sữa cho nó mới ra màu đỏ đỏ đúng không? Đỏ trắng đục đúng không? Đỏ mà trắng mà đục là chỗ nào? Ý là cái trà sữa đỏ mình thấy uống đó. Đúng rồi. À thì ra đây là cái góc nha mọi người nha. Trà sữa Đình Vi pha. Đó, ngon biết ơn. À trời, trời, lẹ. Mọi người nhớ mua cái gói màu đỏ có chữ Thái Lan mà có khi cái chữ phiên dịch là trà mu. Ok. Trời ơi, cái này là nó bỏ mình cho tiền được cái ly của nó. Nè, đó này nè. Trời ơi, đó cô gái này nè. Cô gái bí bưa này nè. Rồi, coi nha. Mọi người hãy cùng tham gia vote cho thử thách là sữa có tan hay không. Rồi, chúng ta cùng nhìn nha. Thấy cục dạng đoán sữa không tan. Trời ơi, đục nè. Đó, đục hoài luôn. Bị giống cục. Bị giống cục rồi. Không được như chị Aniska. Cho mụn có bé đến trước. Sau gần 1 phút. Không phải gần 1 phút mà hơi nhanh kìa. À tại vì quay phim là mình có thể cắt tu với lại nhà đình. Sao rồi, uống thử cho cảm nghiệm đi nha. Mày dẹp cho tao đi lại. Cái thế này nè mấy đứa, mai mốt mình già mình sắp chết mình nằm coi lại clip thì mình sẽ thấy mình vui. Mình sắp chết mình không có thời gian để mà mình coi cái clip. Ok, không có, tới lúc đó tao nói thầy nghe nha, con cháu không có đứng kế bàn đâu. Con cháu đâu ra đẻ ai mày đúng mặt mày á. Tao đẻ ra mày á. Mày là hành tinh mày đẻ ra tao, tao chui vô được sống được. Xin lên một lần nữa vậy đó, tôi là cái bích đê đúng rồi. Đây giờ kêu chụp hình nãy giờ rồi, đi ra đây cho chụp hình cho.
Ok, tạm biệt mọi người nha. Rồi, bye bye. Thank you.